một trong những bài học đầu tiên cơ bản nhất đó là kỳ hưng phấn và kỳ tuyệt vọng bất kỳ một trader nào khi mà học giỏi kỹ thuật rồi thì đều cố gắng trở thành những cái người gọi là chuyên gia professional ngay cả tôi cũng vậy nhưng mà một cái bài học kinh điển nhất đó là thích đoán sự đoán phán đoán này nó được coi như là Chấm gió hay là khẳng định vị thế bằng cách là đang lên thì đoán xuống hoặc đang đang đáy rồi thì đoán lên nhưng các bạn có biết không bất kể ai cũng phải học kỳ hưng phấn và kỳ tuyệt vọng khi mà đã giá xuống là nó sẽ cho xuống tiếp đấy đó là bọn giàu bọn, bọn vĩ nhân khi đã lên thì đừng có cố đoán xuống nó lên tiếp đây là bài học đầu tiên mà chúng ta cần phải học giống như là giá vàng ấy nhiều ông cứ đoán là nó xuống nhưng nó lên rồi bay hết xác giá dầu ấy đoán xuống xong bắt đáy ấy, À, nó xuống tiếp cho đứt hết bitcoin cũng thế nó nó lên mà đoán xuống nó cho đứt hết đó còi ấy, cứ lên nó xuống báo đoán xuống cho đứt hết và chỉ có 5% là làm được cái việc này thôi nhé còn 95% là tan xác do vậy kỳ hưng phấn và kỳ tuyệt vọng hưng phấn thì chọn điểm điều chỉnh để mua tiếp đó mới là người thành công đang xuống thì chọn điều chỉnh một tí thôi rồi xả tiếp bán tiếp đó mới là người thành công do vậy cái việc chúng ta làm cái việc này là việc đầu tiên mà chúng ta phải làm khi mà hưng phấn rồi đó nó đang hưng phấn rồi thì chỉ có chọn điểm vào để mua thôi điều chỉnh một tí rồi mua chứ đừng mua đại ở đỉnh mà chúng ta sợ đúng không ạ à, chọn điều chỉnh sự rút chân của cây nến rồi chúng ta mua vàng cũng thế đang lên thì chúng ta chờ hạ rồi chúng ta mua mà cách làm là như thế nào chúng ta phải xem các điều chỉnh của khung tuần khung tháng khung ngày khung 4 giờ đó cho nên học cái này mới là học đẳng cấp chứ còn đâu là tất cả những broker hay tất cả những người tiên đoán ấy, đều vứt đi bởi vì họ chỉ là nằm trong cái quy luật 95 người 95 phần trăm là dò đáy đoán đỉnh để chúng ta sọt tất cả đều này, gồng hết chọn điểm vào để mà mua khi lên chọn điểm vào để sell khi mà nó đang xuống qua đây tôi cũng PR marketing quỹ gen gen ủy thác với gói no loss system một trong những giải pháp không thua lỗ ông già đầu tư trong info để học gói một là no loss gói 2 là giao dịch cùng ông già đầu tư 73